Ok. Rồi, hello. Hôm nay mình học chapter 5 ha. Ok, trong chapter 5 này á, giống như mấy em thấy trên đây nè, mình có những cái chữ, mà những cái chữ này hầu như đi ra thi đó là cái chữ mà mình phải để ý nhiều nhất. Thì nói chung là người nào mà học nguyên cuốn sách, good, welcome. Nhưng mà có những khi em mở cuốn sách nhiều quá, em nói trời em học nhiều quá, em học cái gì. Thì cái này là giúp cho mấy em ha. Thì ở đây em thấy những cái trang không, nó nhảy trang 82 nhảy xuống 93 trở lại 77 trở qua 76. Thành ra em để ý khi em học có những cái chữ nào á mà cô ghi nhiều ở trên bảng á, cái trang nào là cái trang đó nó sẽ có, nó rất là phổ thông. Thì đây là một cái một trong những chữ phổ thông. Thì hôm nay mình học một số chữ thôi ha, nhưng mà mình sẽ mổ xẻ ra nhiều. Bây giờ đầu tiên mình học cái chữ là acquire immune deficiency. À, nó là gì? Acquire immune deficiency syndrome, nó là viết tắt của chữ AIDS, là chữ bệnh AIDS. Bệnh AIDS đó là một cái bệnh mà ở đó cơ thể của mình đầu tiên hệ miễn nhiễm của mình bị breakdown. Breakdown là bị gì cưng? Bị yếu. Khi hệ miễn nhiễm của bị yếu thì là cái bệnh AIDS này, thấy không, là nó sẽ đưa ra một cái con virus ha. Cái bệnh AIDS này nó bị là bởi một con virus nó tấn công vào cơ thể của mình. Khi cơ thể mình bị yếu thì khi cơ thể mình bị yếu nó cái khả năng mình bị HIV nó nhiều, nhưng không phải tự nhiên yếu mà bệnh đó. Tại vì HIV này nó vô bông đường đường máu, thành ra khi em đụng tới máu, nếu mà người bị chảy máu người ta có bệnh AIDS, có vi khuẩn của HIV này đó ha, bệnh vi khuẩn bệnh AIDS này. Con này là con vi khuẩn, là con virus nha. Nếu mà trong cơ cái người chảy máu người ta có virus bệnh AIDS thấy không, thì là coi như tụi em mình nhiễm khuẩn, không gọi là HIV. Y là symptom, cái này là triệu chứng ha, hoặc còn gọi là bệnh đúng không? Đó. Khi triệu chứng này xảy ra tức là trong cơ thể mình đã có virus là siêu vi HIV. Mà chữ bệnh AIDS này đó nó là một cái chữ viết tắt của acquired immune deficiency syndrome, là cái gì? Là cơ thể hệ miễn nhiễm của mình nó bị yếu, yếu xuống. Thì thành ra cái bệnh này là một cái bệnh disease mà do cơ thể mình đầu tiên hệ miễn nhiễm bị yếu. Mà khi hệ miễn nhiễm bị yếu mà mình gặp cái trường hợp một người khách mà người ta bị HIV đó, vì cái khuẩn HIV nhớ nha, HIV là con vi siêu vi. Siêu vi khuẩn này mà mình lỡ đụng vô cái máu người ta mà da mình có những vết nứt nẻ rồi mình đụng vô máu người ta thì chắc chắn là mình sẽ bị bệnh AIDS nha. AIDS này là bệnh, triệu chứng bệnh nhưng mà bị gây ra bởi con siêu vi HIV. Rồi thì nó hỏi thì là triệu chứng là gì? Bệnh AIDS viết tắt là do cơ thể của con người hệ miễn nhiễm bị yếu đi. Khi bị yếu đi thì bệnh AIDS này nó sẽ bị một con siêu vi gọi là HIV nha. Mà thường thường HIV này nó vô cơ thể mình bằng đường máu. Thành ra khi làm những dịch vụ chảy máu đầu tiên phải làm gì? Câu trả lời là nếu bị chảy máu là đầu tiên ngưng dịch vụ. Nhớ, ngưng dịch vụ. Nếu mà có ngưng dịch vụ đeo bao tay. Lấy câu đó cho cô, chắc chắn là 100%. 100% ngưng dịch vụ đeo bao tay ha. Rồi. Đầu tiên là chữ đó nha, ở trang 82. Bây giờ qua cái chữ acquired immunity. Immunity là gì cưng? Là miễn nhiễm, miễn dịch. Mà acquired là gì? Là yêu cầu. À, tức là sự miễn nhiễm này không do cơ thể mình phát sinh. Ở trang 84, không do cơ thể mình phát sinh mà mình phải nhờ một hỗ trợ của một cái gì đó thì thường là thuốc men. Thì chẳng hạn như mỗi năm tụi tôi chích flu, chích cúm đó, đã là acquired immunity. Hoặc là COVID immunity, tức là cơ thể em nó yếu, nó không đủ sức, nó chống trả. Thì thành ra mình phải cần tiêm chủng. Thì thành ra chữ acquired immunity là gì? Trang 84 định nghĩa rằng đó là cơ thể của mình
sẽ được sự phát triển phát sinh ra để đi qua khỏi cơn bệnh, nhưng phải cần sự hỗ trợ của kim chích hoặc gọi là vaccination. Do chủng ngừa. Cho thí dụ chẳng hạn như bệnh flu, phải nhờ chủng ngừa thì cơ thể mình mới trải qua, mới có vượt qua được cơn bệnh, overcome a disease nha. Đó, thành ra chẳng hạn như cô hôm nay em thức dậy em hắt xì nhiều quá, ok em bị dị ứng rồi, bông này em vô tự nhiên cái em hắt xì, tức là trong cái bông này có một cái gì, một phấn nào đó, thấy không? Hoặc là có những người nhà kế bên con mèo nó đẻ tự nhiên bên này hắt xì quá trời, dị ứng con mèo. Thì những cái dị ứng là gì cưng? Tại vì nó trong không khí của mình nó xảy ra. Nhưng mà cô hỏi nè, khi không có những dị ứng nó xảy ra, giống như cái chữ mình học tới nè, dị ứng là 186, vậy chứ dị ứng này nó là tạm thời hay nó là vĩnh viễn? Câu trả lời là allergy này chỉ là tạm thời. Tạm thời như thế nào? Một cái thứ đồ ăn nào đó em bị dị ứng, một cái con mèo nào đó em bị dị ứng, một cái bông phấn nào đó em bị dị ứng, nó chỉ xảy ra trong vòng tạm thời nha cưng. Mà thường thường đó, những cái chất mà mình bị dị ứng thường thường nó là harmless, không có hại. Thành ra nó hỏi một câu, nếu dị ứng đồ ăn, dị ứng bông, dị ứng thú vật thì cái này có harmful không, có hại không? Em trả lời là no, nó không có hại gì hết, mà nó chỉ xảy ra trong vòng tạm thời. Đó là allergy của trang 86. Nhớ nha, aquamunity. Ngoài aquamunity này mình có một chữ tương đương, nhưng cô sẽ ghi theo thứ tự nha. Ở trang 107, 108 cô sẽ ghi theo thứ tự. Thì những cái chữ này cô cưng dễ ra, học dễ hơn nhiều nha. Nhưng mà ở nhà học thì cô muốn tụi cưng mở trang. Ok, em đang đọc trang 82 em mở ra, em đọc trang 84 em mở ra, em đọc trang 86 em lật trang 16. Cô muốn em cái tay em phải hoạt động ha, chứ mình không có đi học theo 83, 84, 85, 86 nữa. Như vậy lỡ nó hỏi trang 100 sao? Giờ cái đầu em chưa tới 100, đầu em phải dở 85, 86, 87 mới tới 100, đúng không? Thì thành ra cái đó là mình là con mọt sách rồi. Con mọt sách nó đọc nó gặm từ từ. Thành ra em học nhiều quá sẽ không hiểu nhiều gì. Tại vì cái đầu em rất nhiều, em phải linh up. Thành ra học như kiểu này đó nha. Tech boy là học như kiểu này ha. Rồi kế tiếp, allergy đã hiểu rồi ở trang 86. Antiseptic là gì? Hôm qua mình học rồi. Antiseptic ở trang 93 là gì cưng? Tức là một chemical germicide. Nó là một loại thuộc về hóa tố. Mà germicide là gì? Germ là vi khuẩn, germicide gọi là kháng khuẩn. Chất này là chất kháng khuẩn. Thì chất kháng khuẩn này nó hỏi một câu, vậy chất nào bạn kháng khuẩn mà an toàn cho da? Thì câu trả lời là antiseptic. Antiseptic là một chất kháng khuẩn nhé. Một chất kháng khuẩn này nó chỉ formulated for skin only, chỉ dành cho da nha. Nhưng mà cái chất kháng khuẩn này được đăng ký bởi ai? FDA hay là EPA? FDA. Cái này là được chứng nhận bởi cơ quan FDA, là Food Drugs Agency, là cơ quan về thực phẩm và thuốc men. Nó hỏi một câu, nhưng vậy chị nói kháng khuẩn có nghĩa là gì? Em ta sẽ kháng khuẩn là gì? Là một chất sử dụng an toàn cho da. Kháng khuẩn là gì? Định nghĩa ngăn sự phát triển của vi khuẩn, đúng không? Thành ra khi em cắt tay các em lấy cái này em sức lên liền. Nhưng mà em có diệt hoàn toàn không? Không, em chỉ tạm thời để cho kháng khuẩn sao đừng có phát triển nữa, chạy đi bắt đầu khâu da nếu mình cắt có sâu ha cưng ha. Đó, antiseptic trang 93. Bây giờ asymptomatic. Asymptomatic, trong đây mình có chữ symptom là triệu chứng, ở trang 93. Asymptomatic là gì? Tức là một người bệnh showing no symptom or sign of infection. Một người bệnh mà em không biết người ta bệnh. Symptom là gì? Triệu chứng. Con bé đó đang ho, tao biết nó ho. Con bé sổ mũi là biết sổ mũi, thấy không? Hôm nay khục khịch, hôm nay bệnh rồi.
Nhưng mà ở symptom có chữ ở phía sau, chữ A, chữ A là thể chối. Người này bệnh mà em không biết thì em thấy COVID không là một trong những cái asymptomatic. Nó rất là nguy hiểm. Asymptomatic là người TB á, người bệnh lao đâu biết là bệnh lao. Không hề biết bệnh lao. Bệnh gan mà type B á, em cũng A em không biết người ta bệnh 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 gan type A em không có biết đâu. Mà type B á là mình bị nhiều. Thế giới mình là đụng áp với type B nhiều. Type B là gì cơ? Nó giống như HIV, nó cũng lan qua đường máu. HPV là gan mà dạng B cũng qua đường máu nhưng nó nguy hiểm hơn. Ngoài đường máu nó còn trong những vật dơ bẩn. Thành ra mình đụng những vật dơ bẩn, lỡ cái người có bệnh HIV đi, mình không biết HPV cưng sorry bệnh gan đi, thấy không? Người ta có lỡ đụng cái máu người ta vô nó khô mình đâu biết. Mình đụng vô, mình thu rình không rửa tay, mình về mình soạn đồ ăn hoặc mình bỏ vô miệng rồi mình bị HPV. Cái thế giới của cưng gặp rất là nhiều. Ngay thế giới của mình đang làm cái nghề của mình. Thành ra máu là gì? Máu nó rất là nguy hiểm. Mình không cần biết máu của chị có cái gì, nhưng cái gì mà thấy hiện tượng chảy máu là mình nghĩ có sự nhiễm khuẩn, phơi nhiễm, gọi là phơi nhiễm nha cưng, nhớ không? Giờ trở lại bài. Asymptomatic là gì? Ở trang 93 là một người có mang bệnh mà không thấy bệnh, gọi là asymptomatic. Câu này nó hỏi, câu này hầu như mọi người lãng quên vậy đó. Hả? Rồi bây giờ mình học tới bacilli. Bacilli là một loại vi khuẩn. Cái con vi khuẩn này bacilli là gì? Tại vì bo là nó là hình thỏi nha. Bo là hình thỏi, nó là vi khuẩn hình gì? Hình thỏi, không nói hình thỏi mà hình gì cưng? Hình que hoặc là hình thỏi. Vậy các em nghĩ hình thỏi hình que nó như thế nào? Nó giống cái bút bô thẳng băng vậy nhưng mà nó ngắn. Thì cái này là vi khuẩn hình que, hoặc còn gọi là hình gậy, hoặc còn gọi là hình thỏi. Thì con vi khuẩn này như thế nào? Hầu như nó sản xuất ra một bệnh mà mình rất là phổ thông, là bệnh tetanus. Tetanus là bệnh gì ta? Tetanus là bệnh gì? Đúng, bệnh uống ván, lóc trọn, uống ván đó, con này đó. Thành ra em nói vi khuẩn không sợ rồi, nó rất là đáng sợ. Nội vi khuẩn nó vô mình không, mình đủ ngất ngư, đừng nói tới siêu vi. Siêu vi là thôi như đi ra cái chỗ mà nhà hòn đặt sẵn đất luôn đi là tiêu rồi đó. Ha? Vi khuẩn không mà đủ thấy ngất ngư. Ha? Thành ra nó hỏi một cái loại vi khuẩn mà gây ra bệnh lót cho là gì? Lót cho là tetanus, là cái con vi khuẩn này nha, nó gây bệnh lót cho nha, gây bệnh gọi là bị gọi là gì cưng? Uống ván hả cưng? Còn tetanus là gì cưng? Em nghĩ đó là tetanus là cái gì ái? Bệnh tetanus là cái gì cưng? Uống ván là không, không phải nó không gánh, không gánh, không đồng gánh, đúng rồi, lót cho rồi. Hoặc là cưng bị lao nữa cưng. Không đồng gánh thương hàn. Cái con vi khuẩn này nè, nó sẽ gây ra bệnh không đồng gánh thương hàn, lao và cả bạch hầu nữa. Thấy chưa, thấy con này nó ghê, nguy rất là nguy hiểm nha. Một lần nữa, vi khuẩn hình que này rất ngắn, dạng như là hình thỏi ngắn, nhưng mà nó hầu như là một loại vi khuẩn rất là phổ thông. Và đồng thời vi khuẩn này nó sản xuất ra bốn loại bệnh mà mình thấy là: đầu tiên phong đồng gánh, thứ hai thương hàn, thứ ba là lao và thứ tư là bạch hầu. Kế tới mình học bacteria, trang 76. Bacteria là gì? Định nghĩa one cell microorganism, nó là một vi sinh vật đơn bào. Đơn bào nhưng mà nó ở cả dạng thực vật và động vật. Thành ra nó hỏi một vi sinh vật có cả dạng thực vật và động vật là gì? Em trả lời là bacteria, gọi là vi khuẩn nha cưng. Vi khuẩn đơn bào chỉ có dạng
thực vật hay dạng động vật. Một số thì nguy hại. Đó, mình mới học con gì nguy hại? Hình gì? Hình que. Nhưng một số không có nguy hại. Vậy trả lời cho cô, những vi khuẩn mà không có hại là cái gì trong cuộc sống của em mỗi ngày? Nói cô nghe ơi. Giỏi. Sự lên men. Sự lên men là vi khuẩn vô hại đó. Giờ trả lời một câu thử suy nghĩ, có bao nhiêu phần trăm trong thế giới này trên cơ thể mình có vi khuẩn vô hại? 10%, 30%, 70% và 100%. Thì khoảng 30%, 10%, 30%, 70% và 70% là vi khuẩn vô hại. Nó sống mọi nơi, nó sống trên da mình mọi nơi, bây giờ đang cầm này cũng có vi khuẩn, nhưng mà mình đâu biết vô hại hay có hại. Nếu người có hại cầm vô mà cô cầm mà cô không rửa tay thì cô sẽ bị có. Hiểu cô chưa? Thành ra vi khuẩn vô hại 70% chung quanh mình. Nó có cả hai loại động vật và thực vật, cả vô hại và có hại. Mà có hại thì là 30% khoảng, approximate mà khoảng, nhưng mà vô hại thì khoảng 70%. Bây giờ hôm qua mình học cái này nè, bacteria spore rồi, có spore rồi là gì cưng? Bào tử nang, hay còn gọi là bào tử vi khuẩn. Vậy ai nói là cho cô bào tử vi khuẩn này, mở trang 79 ra, nó định nghĩa là gì? Nó sống trong cái gì trước? Nó là hoạt động hay không hoạt động? Inactive. Inactive, giỏi, không hoạt động. Khi mà chưa môi trường nó phức tạp quá hoặc là nguy hiểm thì nó sẽ nó phải đúng rồi. Khi mà trường hợp mà nó muốn trốn thì nó sẽ tạo thành một cái vỏ cứng. Thì trong vỏ cứng này nó sẽ bảo vệ nó. Thì trong giai đoạn đó là giai đoạn không hoạt động thì nó sẽ tạo thành một cái bào tử, thì gọi tên là bacterial spores. Nó đợi thời gian thuận tiện nó sẽ phát sinh. Vậy chứ thời gian thuận tiện của bào tử là cái gì? Vi khuẩn là cái gì? Đầu tiên ấm, ẩm, tối, dơ. Thì những cái gì mà ngược lại nó là nó sẽ không sống được. Chẳng hạn ẩm nó sống thì khô nó có sống không? Khô nó sẽ chết. Có hiểu cô nói không? Nóng thì nó sẽ sản sinh, lạnh nó có sống không? Lạnh nó chết. Thành ra phải để ý ấm, ẩm, tối, dơ. Bốn cái đó vi khuẩn sẽ phát sinh trong vòng từ 20 tới 30 phút. Nó phát sinh ra một thành 2, 2 thành 4. Thành ra vi khuẩn nó là đơn bào chứ nó không phải là nhị bào. Ha. Nhưng mà khi nó gặp thời kiện thuận tiện nó sẽ sản sinh ra, thì cái chữ gọi là binary fission. Khi vi khuẩn gặp thời gian ẩm, ẩm, tối, dơ, nó sẽ sản sinh ra đơn bào thành ra song bào. Thì trong giai đoạn sản sinh này nó gọi là nhị phân hay là gián phân. Nhớ nha, nhị phân, chữ phân là phân đôi hay là gián phân nha. Tại vì nó không phải tế bào con người. Tế bào con người cũng là đơn bào, gặp nước, đồ ăn, oxy, mineral, một tế bào thành hai. Con người mình cũng vậy, nhưng mà không gọi là nhị phân và gián phân mà gọi là phân bào. Thành ra cái này là của vi khuẩn nha. Binary fission, nhị phân gián phân là của vi khuẩn. Con người mình không có nhị phân gián phân nhưng mà cũng chia đôi thì gọi là phân bào, hay còn một tiếng Mỹ gọi là mitosis. Thành ra coi chừng, nhớ một lần nữa, không có chữ bào là không phải tế bào người. Coi chừng đánh lộn ha. Binary fission là nhị phân gián phân của tế bào gì? Vi khuẩn. Ra thi câu này nhiều em bị lầm lắm đó, rất là lầm. Thành ra nó nói trong thời gian binary fission là gì? Là một thời gian vi khuẩn nó sẽ tự cấu tạo ra một tế bào thành hai tế bào. Mà cái tế bào nó sản sinh ra nó giống hệt nó hả? Vậy chứ người mẹ thường thường ôm đứa nhỏ trong bụng, thích con trai hay con gái? Nói nghe thử ơi, thích con gái hay con trai? Giờ cưng có con gì? Con gái đúng không?
Thì khi mà tế bào vi khuẩn nó sinh sôi ra một đứa giống hệt nó, không phải là con trai mà là con gái. Thành ra khi nó đẻ ra rồi thì một cái tế bào giống hệt nó gọi là daughter cell, đứa con gái, gì rồi không phải boy cell, sorry, daughter cell. Thấy không, người ta đó reward phụ nữ rất là nhiều, đến nỗi con vi khuẩn cũng là phụ nữ chứ. Phụ nữ đáng sợ không? Bây giờ định nghĩa phụ nữ là gì? Là một vi khuẩn, đúng không? Mà vi khuẩn trên thế giới này 70% là có lợi, vậy là phải cần phụ nữ chứ. Thấy không? Bây giờ stress ra, chúng mình ở trên top. Một đứa học sinh nói cô vậy em hiểu phụ nữ định nghĩa là vi khuẩn. Thì vi khuẩn có lợi có hại đúng không? Có lợi bao nhiêu phần trăm? 70% là mày có lợi. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Mà khi em chỉ có 30% thêm cho. Lọt vô 30% đó đó. Không có. Dạ hiểu chưa? Binary fission ở trang 78 là quá trình vi khuẩn sẽ được đẻ ra một con vi khuẩn khác. Thì quá trình mà đẻ ra gián gọi là gián phân hoặc nhị phân, nhưng nó tạo ra một cái tế bào giống hệt nó gọi là daughter cell, là một tế bào đứa con gái ha. Rồi thì nó hỏi một cái câu này, nó hỏi thành ba lần, có thể được hai tới ba câu hỏi. Ok, là giai đoạn nhị phân hoặc là gián phân. Rồi bây giờ blood borne pathogen, câu này ra thi cũng rất là nhiều. Bây giờ mình giải thích từng câu. Blood là gì? Tinh là máu. Borne là gì? Di chuyển. Pathogen là gì? Vi khuẩn có bệnh. Chị ráp lại câu này là cái gì Tinh? Vi khuẩn có bệnh di chuyển máu, di chuyển cơ thể bằng đường máu. Thành ra blood borne pathogen là gì? Định nghĩa trang 82 là một căn bệnh mà bị xảy ra bởi một con vi khuẩn có bệnh nha. Mà con vi khuẩn có bệnh này nó đi chung quanh cơ thể mình bằng đường máu. Ngoài đường máu ra nó còn đi bằng tinh dịch, dịch thể nha. Đó, máu và tinh dịch, nó đi dùng máu và tinh dịch đi toàn bộ cơ thể. Vậy cho cô biết hai con siêu vi nào dùng cái này, blood borne pathogen mới vừa học xong. HIV với lại HBV, đã hỏi một câu. Nó nói hai con siêu vi nào mà di chuyển bằng đường máu, HIV và HBV, là bệnh AIDS, vi khuẩn nè, siêu vi khuẩn HIV, và con HBV là bệnh gan. Mà dạng B, tụi con sẽ học tới từ từ, đừng có lo, mình sẽ học tới từ từ. B là ABC đó. Thì gan nó có 3 loại A, B và C. A, B có thuốc chích mà C không có thuốc chích. Cái đó là sách nói. Thì ra tất cả bệnh nào cũng vậy, tùy theo thời kỳ. Thời kỳ 1, 2, 3, 4, thời kỳ nặng thì coi như không qua khỏi, mà thời kỳ nhẹ thì qua khỏi, C cũng cứu được ha. Nhưng mà thường máu nó lan lây người này qua người kia. Đầu tiên là bằng gì nó không nghe. Câu nó hỏi bằng gì? Tự nhiên cái cô rờ tương cái cô bị ha. Đúng, đầu tiên là qua đường cắt, đúng không? Mà tại sao cưng cắt cưng? Tự nhiên cưng cắt hả? Cái gì nó cắt cưng? Dao, kéo, thấy chưa? Tức là những cái dao, cái kéo là một cái vật thể mà nó dễ cho con người ta bị lan truyền bị bệnh máu nha. Hoặc những vết cứt cắt, những vết nứt. Sorry. Nó cần vết cắt, vết nứt, nó cần nha. Mà thường nó hỏi là do gì không? Xe đó, mà những cái kim chích đó. Thì đầu tiên là cưng xe, là cưng xài chung những kim chích hoặc dao cắt là chắc chắn. Và đường máu này bị rất nhiều. Thành ra những cô đi xăm đó là phải học cái bằng máu đó. Xăm người ta đâu tới chảy máu. Nhưng mà lỡ chảy máu thì làm sao? Thì những cái kim đó là phải là sạch. Hiểu không cưng? Rồi, có ai thắc mắc gì không? Đó. Thành ra những cái chữ này ra thi tụi cưng gặp nhiều lắm nha. Rồi thứ hai tới tiếp là trang 76. Mình học về cleaning rồi. Cleaning là gì? Ở trang 76 gọi là cleaning. Đầu tiên nó là một quá trình mà làm cũng có thể bằng tay hoặc có thể bằng những cái bàn chải. Nhưng đầu tiên của nó là scrubbing. Cleaning là scrubbing. Chẳng hạn cô nói em đi xuống em dọn cái bàn, em rửa cái bàn cho cô. Em đâu có quăng xà bông lên cái bàn,
em quăng xà bông cái bàn em sẽ làm cái gì? Em lấy cái đồ em chà. Cái xà bông nó chỉ là một chất gọi là chemical thôi. Nhưng mà mechanical là gì? Mechanical là gì? Là em sẽ dùng một cái bàn chải em đánh, hoặc là em dùng giấy em chùi. Mechanical là em phải dùng sự hỗ trợ của một cái gì. Thì nếu rửa dụng cụ mình xài cho khách rồi đem xuống rửa thì mechanical là gì? Em phải dùng cái bàn chải em đánh. Em đâu có dùng tay em chà xà bông, đúng không? Em dùng bàn chải em đánh lên cái dụng cụ thì cái đó là một hiện tượng máy móc, và máy móc không có động cơ. Có hiểu cô nói không? Thì thành ra trở lại, cleaning là gì? Là scrubbing, là chà. Chà sạch những cái gì đó mà mình thấy được trên bề mặt. Phải thấy được mới gọi là cleaning. Mà đầu tiên rửa cách tốt nhất là bằng cái gì cưng? Xà bông và nước ấm. 100% đó là câu trả lời. Chà bằng xà bông và nước ấm, hoặc bất cứ một chất tẩy rửa nào để lấy đi những vật thể bụi bặm mà mày thấy được trên cơ quan bằng mắt trần của mình, và đồng thời nó hiện diện ở trên bề mặt của sản phẩm đó. Tại sao? Tại vì chức năng khi mà bạn chùi rửa như vậy, nó nếu mà bạn không chùi rửa như thế này thì những con vi khuẩn có thể gây bệnh. Đó, thấy không? Thành ra mình mới nói rằng là một người thẩm mỹ, cleaning, rửa hoặc vệ sinh làm sạch là một bước rất là quan trọng. Quan trọng nhất trong tất cả những bước kiểm soát nhiễm trùng. Thấy không? Thành ra kiểm soát nhiễm trùng nó có 3 bước. Bước thấp nhất là đầu tiên, số 1 là làm sạch. Bước thứ 2 là khử trùng. Bước thứ 3 cao nhất là tiệt trùng. Cái đó, 3 cái đó cộng lại nó gọi là kiểm soát nhiễm trùng. Thành ra nó hỏi trong vấn đề khử trùng dụng cụ, bước nào quan trọng nhất mà bạn không thể bỏ qua? Chắc chắn. Định nghĩa là gì? Cleaning là lấy đi những bụi bẩn có thể đưa tới những căn bệnh. Mà những bụi bẩn này bạn phải thấy được trên bề mặt của vật. Có lỗ hay không lỗ? Những vật không có hút thấm. Như bụi hút thấm em đã liệm thùng rác rồi, như bông gòn em có rửa lại được không? Không. Những cái gì có lỗ thấm em không rửa, mà em phải rửa những cái vật cụ mà không có lỗ thấm hút. Chà rửa nó đi bằng cách như thế nào? Bỏ những chất xà bông hoặc những chất tẩy rửa lên và bạn sẽ chà nó thì gọi là làm sạch. Cái câu làm sạch này nó hỏi nhiều cách. Làm sạch là chà. Làm sạch là gì? Lấy những bụi bẩn. Những bụi bẩn như thế nào? Thấy bằng mắt. Mà những bụi bẩn này sẽ nằm ở trên vật nào? Vật không thấm. Để làm gì? Để ngăn ngừa những vi khuẩn có thể bệnh nằm trên vật thể đó. Một cái câu này nó hỏi nhiều. Cleaning tại sao? Tại vì đây là bước đầu tiên rất là quan trọng trong vấn đề kiểm soát nhiễm trùng. Kế tiếp, Coxy là gì? Trang 77 là một vi khuẩn hình gì cưng? Coxy thì ngược lại nó hình tròn. Nó tròn quay vậy nè. Còn Bacilli này thì nó hình que. Nó giống ổ cái mì baguette vậy đó, nhưng mà cục thôi à, nó có lùn đó. Nó không có dài, nó lùn. Nhưng mà sau này mình sẽ học con vi khuẩn nào nó multi di động. Thành ra đừng có nói vi khuẩn không có độc. Con này không hại chứ, tại vì nó tròn quay nó đứng con chỗ. Nhưng mà mấy cái con dài dài như vậy ghê lắm. Vậy là mấy đứa chân dài là ghê đó. Mấy đứa mà mập mập lùn lùn là ngon. Thành ra cô mới nói rằng sau này mình học đó, em mới đừng bởi vậy, em mới nói là siêu vi nguy hiểm thôi, siêu vi xong là đi mua đất đi là vừa ha. Mà nội vi khuẩn này không là cũng để dành tiền đi. Thấy không? Tại vi khuẩn này có con có cẳng à, ôi trời ơi nó bò à. Bởi vậy nó nói là đi vô, như là em nói là cô nói hôm qua, cô nói bệnh yết hầu đó, stress đồ Coxy đó, thấy không? Bạch hầu đó, thấy không? Nó là vi khuẩn mà. Vi khuẩn mình thổi mà. Rồi tại sao nó đi được? Sau này mình sẽ học nó là multi. Rồi ok, giờ trở lại vi khuẩn hình tròn là Coxy. Ở trang có người đọc là Coxy ha cưng ha. Có người là Coxy, Coxy. Nó là ở trang 77, nó một vi khuẩn hình tròn.
Nó tròn như thế nào diễn tả? Nó sống một mình hoặc nó sống từng chùm, nhưng mà nó tròn như chùm nho. Thấy không? Sau này mình sẽ học nó. Hình chùm gọi là gì? Single một con gọi là coxa. Mai chiều cô sẽ nói về hai con có tên của nó, ba con không có mà bốn con có chuỗi nha. Thì đó, thì xem nó coxa là gì? Đơn giản, nó là một vi khuẩn hình hình cầu ha. Nó sống một mình, một cục, hay nó thành nhiều cục gọi là group nha. Thì nó có nhiều loại, nó có vi khuẩn hình tròn đơn độc gọi là coccid, nhưng mà nó có hình cặp gọi là diplococcid, nó có hình chuỗi gọi là streptococcid, nó có hình strepto là chuỗi, phi là gì, một chùm là staphylococcid. Sau khi cái này là cô chị nha. Thành ra bây giờ coccid là một con này, nhưng mà hai con ha thì gọi là diplo. Diplo là hai con sông cầu. Sông cầu, em thấy sông cầu nó tấn công vô gì trong lục phủ ngũ tạng của mình? Trong người mình có cái gì hai cái, mày không được nói. Trong gì mình có hai cái? Đúng rồi, có phổi. Phổi cô phải ngăn nó liền, nhiều khi nó nhanh miệng nó sẽ nói hai cái. Phổi. Sorry mấy em nha. Diplo là hai cái. Rồi, các phì là gì cơ? Phì, cứ nói chữ phì không? Phì là mập đúng không? E một chùm. Tụ cầu, giỏi. Còn một cái nữa là gì cơ? Stretto, ha cưng ha. Stretto là gì cơ? Hình tròn nhưng mà theo chuỗi. Đó, như là một chuỗi. Đó. Nhưng mà nói chung nó coxy là dạng tròn. Tròn tập, sông cầu, tụ cầu, liên cầu khuẩn nha. Đó, thành ra mình thấy cái này nguy hiểm không? Trời ơi, nó trùm trùm. Bây giờ thử diễn tả cho cô nè, khi em bị cái gì trên người em mà em phát hiện em có coxy, nói cô nghe đi. Cái gì mà em tưởng tượng có coxy? Một nhọt mụn mủ, em thấy em có đứng chỗ chồng quay. Mà cục mũ nó càng bự thì sao? Nó trùm. Mà nó dài là hơi nguy hiểm rồi đó. Sếp rô thì nguy hiểm lắm mà. Sếp rô liên cầu khuẩn thì nguy hiểm mà. Thành ra mũ là hiện tượng của coxy đó. Nó đứng trùm. Trồng quay. Mấy mốt mình sẽ học sự di động của nó. Sếp rô, em bị sếp rô đó. Sếp rô là đau cuốn họng đó. Đau cuốn họng nguy hiểm lắm. Tại vì nó sẽ đi xuống tới tim mình đó. Tim á, đứng tim á. Bởi vậy bị mà stress rô lâu ngày mà em ho đó, mà đi bác sĩ kêu nó bị stress rô là em phải coi chừng, em phải antibiotic liền. Tại vì bắt đầu nó đỏ cũng họng người làm, nó coi chừng con này nó đi vô tim mình, coi như chết. Mà nó là vi khuẩn mà. Rồi, giờ hiểu cô nói chưa? Thành ra mình nói rằng vi khuẩn là gì? Ồ, là một bệnh có thể lan lây từ người này ngang người kia bằng nhiều cách. Máu là siêu vi, còn vi khuẩn ho. Thành ra cái bệnh mà phổ thông nhất là bệnh common cold, là bệnh cúm, bệnh cảm. Thì cảm là thường có ho, có hắt xì, thấy không? Đó. Khi mình ho và hắt xì như vậy nó thì gọi là contagious disease, tức là bệnh truyền nhiễm. Ở trang 80 ha. Bệnh truyền nhiễm là gì? Định nghĩa là một bệnh lan từ người này sang người khác, gọi là bệnh truyền nhiễm, đúng không? Mà những người em không thấy bệnh thì gọi là gì? Symptomatic, không biết bệnh. Nếu mà tôi ho tôi cảm, chị đứng xa ra em sợ chị bị lan lây, thì khi lan lây người này tới người kia. Con bé bầu này hôm bữa bị cảm, nó cảm thấy nó có tội là tại vì mấy ngày sau mấy người khác bị bệnh luôn, đúng không? Làm gì có chuyện đó. Cái thế giới mùa này ai cũng bệnh. Khí hậu, under weather, mình bệnh. Nhưng mà cái đó là một hình thức truyền nhiễm, em cứ nghĩ là như vậy, phải không? Thì truyền nhiễm là gì? Là một bệnh lan lây từ người này qua người khác. Đã xếp cho cô thí dụ đầu tiên, common cold, đó mới vừa nói, bệnh cảm. Mà influenza khác, là influenza là cảm cúm là khác, influenza nó mạnh lắm. Influenza là tới virus rồi, influenza là nguy hiểm rồi, nó vô tới phổi rồi ha. Mình bị common cold, mắt dưới mũi là cái đường truyền nhiễm. Đúng rồi. Với thứ hai nữa gì biết không?
mắc nhậm, thiên ngại, nguy hiểm lắm. Tại vì nó yếu cái đúng cái rồi, cấm miệng, cái miệng nó thì nó có nó nguy hiểm nha cưng ha. Đó, hoặc là cái gì con cưng, nấm. Nói chung những cái gì mà em có thể nguy hiểm ha, nguy hiểm là nó thể hoặc là bị hắc lào, lát rainbow, lát đồng tiền. Thành ra cô đã nói với cưng hôm qua rồi, cưng thử quần áo ở ngoài mo hay gì cưng coi chừng. Người ta bị nấm bị hắc lào cưng biết đâu, thấy vô cười, vô tiệm cười hí hí hú, trời đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, rồi về nổi ghẻ hết trơn. Nhưng mà nói thật sự sống thì mình quá sợ, nó cũng được. Thấy không? Mình quá sợ thì ra mình sẽ cảm thấy rằng mình không dám đi đâu cũng được. Không sao, có gì đâu. Mình mặc thiệt lẹ ra, đừng có đứng trong lâu, thấy không? Bây giờ em dẫn bà xã đi shopping, bà đứng lâu quá em coi chừng ring worm, rồi bảo đảm nó vô nó thay cái nó đi ra liền. Mà tại vì nó sợ bị hắc lào. Bà học cái bài này về phổ biến liền. Để coi cái mùa đông này có sống yên ổn không? Đâu có đi shopping đâu biết. Thì mày hâm nó. Hâm không? Nói đó em mới học bài này cái em coi chừng. Lắm. Bệnh nó chịu không có được. Thì nói nó bệnh ring worm là nó sợ liền là mày mặc nhiều lâu quá. Nó vô nó thay từng cái nó ra, nó mua liền, nó thay chục cái rồi ra trả tiền chín cái chết là méo mặt trời. Rồi giờ hiểu không cưng? Giờ nói lại nha, contagious disease là gì? Ở trang 80 là bệnh truyền nhiễm. Bệnh truyền nhiễm định nghĩa bệnh lan lây từ người này sang người khác, nhưng mình thấy được đầu tiên là bệnh common cold, bệnh cảm. Thứ hai là bệnh có thể nguy hiểm là bệnh mắc nhậm. Mắc nhậm cũng bị ha. Để contagious disease. Mà khi contagious disease là gì? À, tức là sự hiện diện có vi khuẩn rồi, có bệnh rồi. Thì nó hỏi như thế này, hôm qua cô giải thích với cưng về vấn đề quát. Quát là gì? Là một cái nước khử trùng mà mình được sử dụng ở salon để dụng cụ của mình khi xài cho người khác. Rồi, bây giờ một người thấy em đơn giản, ok em cắt tóc, em cắt móng tay, móng chân, em nhổ nhíp người ta đơn giản, em rửa sạch sẽ, em chậm ráo, em bỏ vô nước khoác, ok 10 phút vớt ra, chậm ráo, rửa sạch chậm ráo, cất vô thùng. Nhưng mà somehow lỡ nhiều khi cái kéo, cái kèm mình cắt tay chảy máu sao? Thì nước khoác có an toàn không? Câu trả lời yes. Tại vì trong đó nó có diệt siêu vi, nhớ không? Nó giúp cho mình loại bỏ hầu hết, ngăn chặn hầu hết chứ không có diệt những loại siêu vi như là HIV và HPV, đúng không, nói không? Là bệnh gan hoặc bệnh AIDS. Thì nó hỏi một câu, nếu như vậy khi bạn sử dụng nước khoách để diệt hoặc là ngăn ngừa, gặn lọc, ngăn chặn siêu vi khuẩn, lý do tại sao? Thì em trả lời là tại vì lúc đó dụng cụ em dính gì? Dính máu. Thì khi những dụng cụ dính máu hoặc những dụng cụ mà dính những vi khuẩn mang bệnh, nó gọi là contamination. Thành ra một đồ ăn em cầm lên em nói no, em đừng ăn, contamination, em biết liền chết rồi. Trong đây nhiều thứ lắm, không biết cái gì ở trong đây. Vậy cho cô hỏi, mốc meo cưng lên đồ ăn, cái đó có là contamination không? Dạ, cái đó một loại contamination. Nhưng mà trong thế giới của mình làm tóc, contamination không phải là cái đó, mà là cái gì cô mới nói là cái gì? Cái gì trong cơ thể mình quan trọng, cái gì? Máu. Thành ra chữ contamination này ở trang 81 nó nói là gì cưng? Ở trong trang 81 nói rằng sự hiện diện nha, mà có sự kết hợp có lý do, đó là do hiện tượng có máu. Tất cả những dụng cụ mà có thể dính máu nha, bạn dính máu vào thì cái đó cũng gọi là nhiễm, contamination, nhiễm khuẩn rồi nha. Hoặc là những dụng cụ dính tóc, dính da, những cái gì trên dụng cụ mà bà không rửa thì cái đó cũng là contamination. Contamination nói chung là nhiễm dơ, nhiễm bẩn. Mà nếu dụng vô máu thì cũng là nhiễm.
Nói chung cái gì mà không sạch sẽ có sự nhiễm gọi là contamination. Cắt tóc không rửa cái kẹp dính tóc cũng là contamination. Cắt da kèm không rửa da đầy trên kèm cũng là contamination. Nhiếp nhổ lông không rửa sạch dính những cọng lông trên nhiếp cũng là contamination. Như vậy nó hỏi máu, khi bạn cắt kéo lỡ dính vô máu trong cái kéo thì lúc đó cái kéo có hiện tượng gì cũng là contamination. Ra khi nó hỏi đó, nó hỏi dụng cụ dính máu có gọi là cái gì, ABCD, contamination. Đồ dính tóc gọi là gì, contamination. Tất cả cái gì mà em thấy bụi bẩn, contamination. Thằng đầu âm nói em đừng ăn, contamination rồi, trời không biết dính gì đây. Tóc, da, máu, không biết, nhưng mà contamination em không đụng. Có hiểu cô nói không? Mình nghe cái chữ contamination này hoài, nhưng mà mình không có definite right, mình không có định nghĩa rồi nó chính xác, hiểu không? Nhiều khi mình không hiểu. Ồ, cứ nghĩ là đồ dơ con đừng ăn, đồ dơ, dơ gì? Mình hiểu chữ dơ, chữ dơ nó rất là nhiều cái để dơ, thấy không? Thì nói chung dầu dính, dơ mà trong đó cả máu luôn gọi là contamination. Nãy có một bài chưa có. Chị hiểu cô nói không? Dạ cô. Rồi, có thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì không? Thành ra là cô nói với cưng á, những cái chương trình học này á, nói thật sự mà nói, nó có thể nó hỏi nhiều cách lắm, em không hiểu được đâu. Thành ra học phải hiểu bài, phải luận. Giống như hôm qua cô vô cô ôm á, thấy không? Có nhiều cái cô hỏi ngồi đơ không hiểu được. Là tại sao? Nó hỏi thực tế rất là nhiều. Nó hỏi tới những cái mà simple, rất là simple, nghĩ không ra. Tại vì em sẽ nghĩ rằng, ủa tại sao em học cái này em phải nhớ tới cái đó. Nhớ chứ. Và hỏi một câu là móng tay móng chân thay mấy bộ găng tay. Giỏi. Nó hỏi cùng một người khách, làm tay và chân bạn thay mấy bộ. Một đứa trả một bộ. Tại ngoài đời nó có một bộ. Phải là. Vậy với cô hỏi, khi em gỡ cái bao tay, cái khách mà em tránh nhiễm khuẩn em gỡ thì sao? Em tuột nó ra, em pull off hay là em roll it in? Phải roll. Đơn giản không? Nhưng mà ở ngoài đời tôi kéo rồi không? Hiểu cô nói đó, cái đó là thực tế à. Thực tế lắm, rất là thực tế. Hiểu cô nói không? Bây giờ hiểu mấy chữ contamination chưa? Cái contamination này tụi cưng definite wrong dữ lắm. Nhưng mà dơ là gì? Bụi bẩn, ai không hiểu dơ, dính tóc, cắt tóc, dính tóc là dơ, cắt da, dính da là dơ, như hỏi máu có phải contamination? Yes! Cũng là contamination. Hiểu cô nói không? Rồi, thì hôm nay cô sẽ in cho tụi cưng một số trang mà của cái cuốn sách nhỏ đó ha. Khi cô in ra rồi, cô bắt tụi cưng đóng cuốn sách nhỏ lại hết, tất cả không được mở ra, và làm cho cô thử coi tụi cưng làm được không. Chứ cô không có chiếu lên đây, cô không có giải thích nữa. Cô đã nói bắt đầu qua sang năm trở lại chapter là cô sẽ bắt tụi cưng học khó hơn, tụi cưng phải tự học, tại cái này là college. Hiểu cô nói không? Welcome to my world, that's what I learned. Như vậy thì tụi cưng mới giỏi được, không có học một cách ru ngủ được. Ok, done. Xong rồi ha, bó tay đi.